Xin thỉnh Kim Cương Đức Ni Thí Ca. Thầy thủ huy tô tận đế thủ diễn đằng đế pháp tu trì niệm sơn lan đại chúng đệ di nguyện từ bi tùy giả thành công giữa dòng đời.
tôi về gom lại muôn ngàn sắc thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương. Giới tự chúng con có như người đầu hành tận lễ xin mắn thành thể. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Giới Sư Ni, trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, đã đến giờ chúng con thành tâm xin cầu thịnh trên Chư Tôn Đức Ni, tề nghệ trai đường để các giới tử lễ bạch, xin trên Chư Tôn Giới Sư Ni từ bi kính thọ. Nguyện kim quy lan giáo độ khắp nhân dữ nhân lên thị
thân điện với thân điện ba món cổ tâm nhân diệu ngọc ngưỡng mong chư tổ chư bồ tát từ hiền tuy giáng lâm gia hộ cho tam diện phật tử này được thọ quy giới để tu hành. Ngưỡng mong chư tổ từ bi giáng lâm chứng minh công đức tổ đường thì từ chứng giáo. Thank you.
giới. Xin Đại Đức vì thương xót chúng con. Mà làm Hòa Thượng truyền Phật giới. Cho chúng con. Chúng con nương theo Đại Đức. Mà được thọ giới Sa-di-ni. Mong Phật chúng con xin lắm lời. Các thứ tử hướng về vị Ít Ma Ni lại một lại. Bậc Đại Đức Ni một lòng thương xót. Chúng con pháp danh là. Nay thỉnh Đại Đức. Làm Ít Ma A Xà Lê truyền Phật giới. Cuối sinh Đại Đức. Vì chúng con. Làm Ít Ma A Xà Lê truyền Phật giới. Chúng con nương theo Đại Đức. Được thọ giới Sa-di-ni. Bậc Đại Đức Ni một lòng thương xót. Chúng con pháp danh là. Nay thỉnh Đại Đức. Làm giáo họ A Xà Lê truyền Phật giới. Xin Đại Đức vì chúng con. Làm giáo họ A Xà Lê truyền Phật giới. Chúng con nương theo Đại Đức. Được thọ giới Sa-di-ni. Các thế tử nghe lời tôi bảo mà nói cho tôi để thỉnh các công chứng và chư Đại Đức Ni một lòng thương xót. Chúng con pháp danh là. Nay thỉnh chư Đại Đức. Làm công chứng tăng già. Truyền Phật giới. Chúng con nương theo chư Đại Đức. Các vị có phải hoàng không? Các vị có giết cha không? Không. Các
vị có giết mẹ không? Mô Phật không. Các vị có giết ăn 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 không? Mô Phật không. Các vị có phá yết ma tăng không? Mô Phật không. Các vị có tâm lòng thanh Phật ra biết không? Mô Phật không. Các vị có phải đệ tử nhân không? Mô Phật không. Các vị có phải hai người không? Được họ giới, các vị phải chấp tay hương chí thành, lắng lòng nghe giới sư truyền thọ. Sư ngộ nhập nên ngài đã thuyết ra pháp môn, nghe pháp môn nhưng đã khái không hoàn và học giới đó là giới định nhị tuệ, song đã nhất định là pháp, định nhờ giới là sanh và công năng sanh ra giới là do lòng chí thành là thọ, đã thọ không trái thì đức tuệ vô tác như đó cũng thành. Cho nên giới là đứng đầu của khoa học là nền tảng môn pháp lành các bậc thánh hiền. Nhờ giữ giới mà chứng được bồ đề, chư Phật cũng cho nên giới là thành chánh giác. Do vậy các cái tự cần phải hết lòng chí thành thành thọ. Các cái tự các vị về chí thành thì phải tỉnh mười phương cao tập, một lòng một thịnh. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo vì thương xót chúng con và thùy từ chúng giác. Các giới tử, các giới tử này theo hòa thượng thượng nhân thượng diệu hạ chánh cầu họ giới sa di ni, sa di ni giới các giới tử này hay cầu niệm thiện tiền đại đức ni xin họ giới sa di cha di ni thập giới các giới tử này có thể đấu dưới tam bảo theo thời diệu nghĩa nay sanh tính tam ngưỡng nguyện tam bảo vì thương xót các giới tử này mà tiền tự ban cho các cha di ni. Sở dĩ trôi lên trong ba cõi là vì không bỏ thân nhân ái, nay các vị nguyện bỏ thế tục vào nhà đạo theo thấy Thích Ca thì phải vượt cõi đường tình không lại để tạ ơn ân theo lời sư xuống của tôi. Nhân đại lễ thiên địa vô tai nhân nhật quyền nhà lan là đệ tử trường giáo ứng viên phô màu sanh thành di dân tam bài. Các giới tử hay các vị đã đại ba bốn và bốn ân đầu động đó là thầy nguyện xuất gia thọ trì sa di giới các vị phải chí thành. Nay quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nay quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tùy theo ni thượng nhân diệu chánh là hòa thượng. Tùy theo ni thượng diệu hạ chánh là hòa thượng. Tùy theo ni thượng diệu hạ chánh là hòa thượng. Giới thứ hai suốt đời không trọng đắc là giới sa di ni. Các vị có thể giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ ba suốt đời không dâm dục là giới của sa di ni, các vị có thể giữ được không? Giới thứ năm suốt đời không uống rượu là giới của sa di ni, quý vị có thể giữ được không? Giới thứ sáu suốt đời không đeo đàn hoa hương và xoa ớt dầu hương vào mình là giới của sa di ni, không ăn phải thời là giới của sa di ni. Được. Giới thứ 10 suốt đời không cất chứa vàng bạc của báo là giới của sa di ni, các vị không phải bậc hiền thì giới làm vàng, không phải bậc thánh thì giới tôn thờ, y mát thì giới rời xa, tinh riêng hành đạo suy nhớ pháp nghĩa, ôn cụ biết mới tầm cứu tam tạng. Thank you.
xin vâng lời. Chúng con xin vâng lời. Đi của mình được cầm lên. Là dụng cụ hộ mạng chúng sanh. Nay con xin thọ trì.